Rồi hôm nay chia sẻ cho các bạn làm một trồng trồng một cái cây ha, theo cái kiểu nó đơn giản và nó tối giản nhất. Thì cái cây này là đây là một cái khay các bạn, khay này khay trong một cái khay đĩa gốm của Nhật á, thì mình đã cắt các bạn, cắt lỗ thoát nước ha, mình sẽ trồng cái cây linh sam nè các bạn, sam 86 ha. Thì trước khi mà các bạn làm theo cái dạng này thì cái cây các bạn là phải nó phải tương đối là nó thuần rồi các bạn, là có nghĩa là các bạn đã trồng ở trong cái chậu nhỏ được rồi đó. Thì cây này là mình đã thuần trong một cái chậu nhỏ rồi nè, nói chung là nó ổn rồi thì chúng ta mới đưa vô chậu cạn được, chứ còn cái cây mà đang chuẩn bầu lớn mà mình đưa nó lên như vậy thì nó nguy hiểm lắm đó. Thì mình sẽ trồng theo cái kiểu mà nó nhìn nó đơn giản mà nhìn nó thanh ha. Thì cái bộ đất này nó hơi cao nha các bạn, thì mình sẽ hạ cái bộ đất này xuống một chút xíu nữa đó, mình sẽ gọt đi cho nó mỏng một chút xíu nữa, cho nó mỏng cho nó mới hợp cái chậu cạn của mình được các bạn. Này, cái chậu mình nó cạn rồi thì cái bộ đất này á nó mình hạ xuống nữa các bạn, hạ xuống cho nó thấp xuống chút xíu nữa đó. Thì chơi theo cái dạng mà nó tối giản như vậy thì cái chậu cạn thì nó sẽ hợp hơn nha các bạn ha. Chúng ta chơi theo cái dạng này thì cái chậu mà các bạn vô cái chậu càng mỏng thì nhìn nó thanh, nhìn nó thanh lắm, nó rất là thanh, nhìn nó tối giản lắm mà nó nhìn nó thanh lắm. Chứ còn vô một cái chậu mà nó dày quá thì cũng được nhưng mà nhìn nó không hay bằng đó. Mình làm một cái chậu rất là mỏng và một cái cây cũng rất là rất là mong manh luôn các bạn. Đây là cây linh sam 86, cây này là cây cây phôi rồi mình nuôi rồi mình tỉa bạn, tỉa ha, tỉa cho nó cành lá cho nó thưa ra đó. Nó là một gốc đó các bạn, một gốc mà nó có ba cái thân gì đó. Thì các bạn lưu ý ha, chơi theo cái dạng này thì các bạn bắt buộc là các bạn phải dùng dây kẽm các bạn xỏ từ cái chậu lên để chúng ta cột cái cây lại nha các bạn nha, chứ không có cách nào mà chúng ta giữ cái cây được đâu các bạn nha. Là cái này là bắt buộc các bạn phải dùng dây kẽm các bạn cột cây lại nha. Các bạn không cột lại thì chậm vô thì nó rớt, nó ngã liền, cũng cây nó không có sống được đâu các bạn nha. Đối với những cái chậu mà nó sâu á thì các bạn có thể bỏ qua cái khâu này cũng được, nhưng mà đối với cái chậu cạn như vậy á, bắt buộc các bạn phải vô dây cột nó lại đó, nó cố định lại. Đây mình sẽ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm theo cái kiểu mà nó đơn giản nha, đơn giản mà nhìn nó thanh thanh á, nhìn nó hay hay đó. Nhìn nó rất là tịnh các bạn, nhìn cái dạng này nó mình rất thích cái dạng này đó. Mong manh ha, mong manh nhưng mà nhìn thanh thản. Thì các bạn yên tâm đi, đối với những cái cây mà các bạn đã thuần được cái chậu nhỏ rồi là có nghĩa là nó đã chịu sống trong một cái điều kiện ít đất rồi, thì các bạn trồng theo cái dạng này thì nó cũng ổn thôi các bạn, nó không sao cả, nó bình thường, nó không có chết đâu. Nó đã thuần rồi thì nó cái bầu đất như vậy thì có thể là nó phát triển chậm thôi chứ nó không chết. Mình đã làm rất là nhiều cái dạng mà chậu cạn với lại chậu ít đất như vậy rồi, không sao các bạn. Đó, các bạn đưa vô cho nó ngay cái vị trí ha, đúng với đầu nghiêng mà các bạn mong muốn thì các bạn đó, cột xiết nó vô các bạn, để giữ cho cái cây nó dính vô cái chậu luôn nha, không có lung lay gì hết nha, cứng luôn nha. Như vậy thì các bạn mới trồng nó ổn định được và nó mới không có bị chết được các bạn. Khâu này rất là quan trọng nha các bạn, lưu ý các bạn nhớ làm cái khâu này nha. Các bạn bỏ cái khâu nào cũng được nhưng mà cái khâu niềng dây vô một cái chậu cạn là bắt buộc các bạn phải làm nha các bạn. Các bạn cột cứng như vậy nè đó. Thì nó không sao hết á,
đây là mình sẽ bỏ thêm đất các bạn, bỏ thêm đất này, đất nung nữa các bạn. Bỏ lên, phủ lên. Các bạn lưu ý cho mình đó, đối với cái chậu mà chậu vuông, chậu mà chậu cạn như vậy nè, là đĩa rồi á, các bạn có thể dùng những cái đĩa đâu đó, các bạn làm chậu đó, thì các bạn lưu ý là các bạn khoan nhiều lỗ cho mình nha. Đó. Chứ cái dạng này thì nó dễ bị đọng nước á, cái mặt bằng rộng á thì nước nó dễ bị đọng lắm và nó dễ ảnh hưởng cái cây lắm. Các bạn nhớ lưu ý cho mình là các bạn khoan nhiều lỗ vô, khoan nhất là nhiều, mấy cái gốc á, nước hay dồn vào mấy cái gốc đó. Không nữa thì các bạn có thể dùng cái lưỡi cưa mà cắt gạch đó, cắt đá đâu đó, các bạn có thể cắt như mình cũng được, không cần khoan cũng được, nhưng mà chủ yếu là các bạn tạo cho nhiều cái lỗ để nó thoát nước tốt. Nào các bạn lưu ý nữa nè, sau khi chúng ta vô đất á, đối với dòng đất nung vậy á thì nó rỗng lắm. Các bạn nhớ là các bạn vô đất các bạn xôm cho nó dẻ xuống các bạn nha. Đó, các bạn xôm cho nó dẻ xuống cho nó ôm sát cái rễ á, chứ các bạn mà để vô mà các bạn không xôm ấy, nó rộng rộng ở trên á, nó rễ nó không nhận được nước đâu. Mình làm kỹ một chút xíu. Có thể là các bạn dùng, các bạn ngâm nước, các bạn tưới nhiều lần thì nó cũng xuống, nhưng mà nói chung là mình làm ban đầu thì làm cho nó kỹ chút, xôm xôm xuống như cho nó nhìn cho nó chuyên nghiệp rồi ha. Chứ thật sự thì tưới vài lần thì nó cũng xuống à. Đối với những cái dạng cây mà nó thích hợp để làm theo cái dạng mà nó đơn giản á, nó tối giản như vậy thì những cái cây có cái dáng mảnh ha, mảnh mai, mảnh khảnh á, cao và vô một cái chậu nó mỏng, vuông cũng được, tròn cũng được, nhưng mà mình thấy vuông thì nó sẽ hợp hơn, nó nhìn nó bao la hơn. Đó thì các bạn thấy không, với một cái điều kiện mà chậu ít đất như vậy thì các bạn nghĩ nó sống không? Sống bình thường các bạn, nếu các bạn chăm sóc tốt à. Cái này thì nó cũng tương đương với những cái cây mà mình trồng ở trong đĩa thôi, nó cũng không có trên lệch nhiều đâu. Đó. Quan trọng là các bạn chăm sóc, tưới đủ nước, tránh cái tình trạng mà bị úng. Cỡ này là nó sống vô tư các bạn à. Thì sau này á, một thời gian mà mình tưới cái rễ này nó lầu lên á, thì nó sẽ nhô những cái rễ ra này. Cố gắng mình sẽ đi cái rễ này cho nó xuống một chút xíu nữa, thì nhìn nó bằng với cái mặt chậu luôn, thì nhìn nó sẽ hay hơn các bạn ha. Còn bây giờ thì không được, không có đưa xuống nữa được. Cái dạng này nếu mà nó càng mỏng thì chúng ta nhìn nó sẽ càng hay các bạn.